Rồi giờ tiếp theo cái phần mà triển khai chi tiết cái phần cách âm đúng không? Bây giờ sẽ triển khai tiếp cái phần dự toán vật tư CNC với lại vật tư kim loại. À, kèm đó thì nó sẽ có luôn cái phần LED. Nếu có thì anh chỉ luôn ba phần này cùng một lúc. Cho bởi vì cái này nó liên quan tới phần bóc tách chi tiết nữa nên là anh sẽ chỉ luôn cái phần bóc tách chi tiết để em triển khai dần luôn, hiểu không? Đây nó đang thiếu mất một ô này. Đúng rồi. Rồi thì cái phần mà khi mà em triển khai chi tiết á thì ví dụ như cái phòng này thì em phải hình dung ra được là mình sẽ cấu tạo như thế nào để cho nó lên được cái hình như này, cái khối như này đúng không? Với lại nó sẽ có kèm theo cái render để gửi em luôn. Cái phòng 1 ở bên này. Này phòng 1 phương án 1 rồi để nên copy nó ra là phòng này là cái render của nó. Yep. Rồi mấy cái thanh này nè thì giống cấu tạo là bằng từ lam với lại cái led neon á. Led full IC mặt cao su á. Giống công trình quận 1 mình làm á. Hiểu không? Rồi thì anh vẽ sơ một ví dụ như trong này đúng không? Thì cái cách mà em hình dung ra phần mà triển khai chi tiết á thì em sẽ phải triển khai theo, một là theo chiều dọc, hai là theo chiều ngang đúng không? Đúng không? Thì giờ em chọn coi thử coi mình triển khai theo chiều dọc hay chiều ngang. Chiều ngang. Chiều ngang đúng không? Chiều ngang thì em sẽ quay 3D cái bộ này theo chiều ngang. Như này đúng không? Rồi bỏ nó đi, chỉ dùng mỗi một này thôi đúng không? Ok chưa? Bắt đầu em sẽ, có nghĩa là khi này anh đang group theo cái ý đồ của anh, nhưng mà khi mà em bóc tách chi tiết á, thì em sẽ phải bỏ group nó ra, xong bắt đầu ta đưa nó ra từng từng lớp từng lớp từng lớp, hiểu? Rồi anh sẽ bỏ group dần. Rồi. Đó. Nó đang tách ra từng lớp rồi đó. Ok chưa? Được rồi ha. Ở đây nó vẫn còn dính group này thì bỏ group nó ra. Nhưng mà em cứ nhấp chọn em thử coi nó còn dính group không. Rồi như này được rồi đúng không? Thì nghĩa là bây giờ mình đang muốn triển khai nguyên cả cái bộ này theo cái hướng chiều ngang là từ đây qua tới đằng xa này đúng không? Đúng chưa? Thì em sẽ thay vì đang nhìn mặt top này thì em sẽ khó khó chọn được cái từng lớp của nó. Thì em sẽ nhìn từ phía mắt hoặc là front. Hiểu. Rồi, khi này thì em sẽ chọn được từng lớp này. Đấy. Đúng không? Thì em cứ quét chọn hết như này. Rồi xong rồi giữ control này. Giữ control, bỏ chọn lớp dưới. Giờ nó qua. Yeah, thì khi trên mặt top này em sẽ tách ra được một lớp rồi này.
Rồi tiếp tục như tiếp tục tương tự như vậy, em cứ tách từng lớp nó ra. À, khi này á, à, mỗi một lần nãy anh dời nó ra từ từ bên này qua bên đây rồi, khi mà em muốn dời nó đúng cái thước cũ thì em cứ điểm đầu xong rồi điểm cuối, điểm đầu điểm thứ hai em giữ, em bấm nút space á, nó sẽ nhớ lại cái khoảng cách vừa rồi. Lại giữ control, bỏ chọn chọn điểm đầu, rồi điểm thứ hai thì dùng nút space để cho nó lấy lại cái tọa độ lúc nãy này, cái khoảng cách lúc nãy. Rồi giữ shift ra thì nó sẽ em cứ dời nó hết ra rồi ha. Rồi giờ anh sẽ lấy một lớp này để anh làm mẫu. Ok, rồi anh lấy một lớp này đi làm mẫu. Đầu tiên thì em sẽ đúc phay. Mấy lệnh này còn nhớ Nhớ nhớ. không? À, đúc phay border để lấy cái hình này dời nó ra đúng không? Được chưa? Thì ở đây em đang lấy cái đường curve của nó đúng không? Cái này á, có nghĩa là trong cái ý đồ của anh đó là anh sẽ đang nối ở giữa, hiểu không? Nhưng mà với những cái hình như này á, thì mình sẽ hạn chế nối giữa đi, mình sẽ nối ở vị trí khác, hiểu không? Khi mà mình nối á, thì em cứ hình dung làm sao cái đường nối của mình nó phải là ngắn nhất, hình dung không? Rồi. Đó, ví dụ anh sẽ chọn hai cái đường ở đây với liều đường ở đây mình sẽ nối. Nhưng mà trước khi nối cho cái hình này nó dính liền lại đã. Cuboline. Lệnh lệnh tắt là CB. Rồi, được chưa? Delete invert. Rồi được chưa? Rồi. Cái khổ tấm vật liệu của mình á, thì nó chỉ có 1m2, 2m4 thôi đúng không? Đúng không? Yeah. Thì ở đây nó sẽ có cái tình trạng là nó quá khổ này. Thì ví dụ như khi ở đây với chỗ này mà mình có thể sử dụng 1/2 tấm được thì sẽ nối ở đây luôn. Biết chưa? Sau này xếp tấm nó sẽ dễ. Yeah. Rồi giờ nó qua khoảng cách khoảng 6 ly, có nghĩa là từ đây lấy qua khoảng chừng 560 hay là 594, hiểu hiểu, Hiểu. thay vì lấy 600 thì mình sẽ lấy khoảng 594 thôi, 600 này thì mình sẽ bỏ đi 6 ly rồi còn 594 thôi, hiểu. Rồi giờ cái tấm này ra ngoài, có nghĩa là trước khi mình cắt hoặc nối ở đâu đó thì mình sẽ tính coi là mình nên nối chỗ nào hợp lý. Rồi tương tự bên này thì sẽ dời đường này qua xong rồi lại dời qua 594 đúng không? Yeah. Rồi em thử xem cái khoảng cách ở đây nó còn lại bao nhiêu, ví dụ như 29 29 mình sẽ lại nối ở đâu đó nữa, ví dụ như từ đây qua còn 1m2. Rồi ở đây nó đang thấy bất hợp lý, bởi vì khi mà em nối dài cây này ra nó sẽ cái đường nối ở đây nó sẽ quá dài đi, hiểu hiểu không? Rồi thì cái cạnh nối ở đây này nó đang không hợp lý, thì có thể là mình sẽ offset bên này qua 24 chẳng hạn. Để mình sẽ lấy nguyên một cái mảng nào, cái mảng này nó nằm theo chiều ngang, thay vì mình đang hình dung là chiều dọc, bây giờ mình sẽ lấy theo chiều ngang đó. Rồi thì như này sẽ bỏ cái nối ở đây, mình sẽ nối ở đây với lại một cái đường ở đây, được không? Hợp lý không? Với lại kèm theo đó mình sẽ nối tiếp ở đây nữa luôn. Rồi bắt đầu ở đây mình sẽ chia ra, được chưa? Rồi ở đây mình sẽ thấy nè, nối tiếp ở đây luôn. Rồi được chưa? Kiểm tra đoạn này coi nó đúng mét, nó 2m7, 2m7 thì nó hơi lố, lại tính tiếp cái đường nối ở đây ở đâu đây nữa đúng không? 1196
đó. Ok chưa? Rồi ở đây nó có thể nó sẽ vượt qua như này thôi cũng được, ghét nó cũng được, sao? Ha. Ở đây nó đang là khoảng 2 là 117 được được. Nói chung là vẫn nằm trong khổ tắm. Được chưa? Thì em sẽ chọn hết những cái đường này rồi dùng Q lên đó. Cái phần comparison này em chuyển sang no lại, được chưa? Thì khi này á, em sẽ tính được những cái phần mà nó giáp mí với nhau, hiểu chưa? Rồi cái phần cái delete invert này á, em sẽ chuyển sang no one. Rồi rồi em đưa phần này xuống. Có gì kỳ vậy? Q lần delete chuyển sang no rồi click lại 1 2 3 4 5 6 7 rồi giờ nó xuống dưới này. Phần này là phần inox mặt đúng không? Được chưa? Chỉnh chiều cao chữ lên để anh chọn cái phần rồi. Edit phần này 1 1 2 lên unit 0.01 apply. Rồi thì em ghi chú phần này là inox chẳng hạn. Bốn diêm đi. Rồi được chưa? Như này là em đã lấy được cái bề mặt inox của cái hình khối trên này. Khối ở trên này này. Hiểu không? Rồi, có nghĩa là khi mà em hình dung á khi mà em hình dung á, có nghĩa là cái bề mặt phía đằng sau này mình đâu cần nhìn thấy nữa đâu, đúng không? Nên là mình chỉ cần lấy một mặt thôi là đủ, đúng không? Rồi. Đầu tiên là ví dụ như cái hình nào mà chỉ cần một mặt đó, thì em sẽ ghi 01 mặt thôi. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Rồi cũng một cái file như này thì inox thì em phải dán lên trên cái nền gỗ chứ, đúng buồn ngủ. Thì đầu tiên là em sẽ copy cái phần này luôn, copy phần này xuống luôn, được chưa? Để anh thêm mấy cái phần layer cắt màu xanh lá dark green, chuyển sang cắt đi. Cái phần mà mình gắn được cái chân led á thì em phải làm cho nó cái cỡ cái mộng giống như bên xưởng mình hay làm. Hình dung không? Hình dung rồi đúng không? Thì ở đây em sẽ lấy lại cái đường cũ cũ lúc nó này. Ủa đâu rồi? Rồi, đưa xuống dưới này. CP lại. Rồi, giờ nói chung là anh sẽ tạo cái chân mộng cho nó đúng không? Thì mình dùng ván 8 ly thì chân mộng sẽ dùng là em cứ vẽ 8 với 40, 8 38 đi, 8 40 năm mặt đường vậy hay là mình phải tính mặc định đi.
Rồi thì cứ nghĩa là cái chân mộng này nè, mình chỉ cần cái khoảng phía dưới này là dày thôi đúng không, xếp xếp gần nhau, còn ở trên này thì mình xếp thưa ra đúng không. Thì em sẽ hình dung, em copy nó ra ở trên này, rồi cái đường này nè em sẽ phá vỡ ra, rồi bỏ đường này đi, đối lại được chưa. Có nghĩa là cái phần này mình sẽ rải chân mộng dày, rồi cái đường này mình sẽ rải ít đi, hiểu chưa? Ok ha. Rồi rồi cái phần này nè em sẽ dời về làm sao nó ngay cái điểm đầu tiên của ở giữa của điểm đầu tiên nào mà em có thể giống được cái vuông góc đó, vuông góc của cái đường này. Hiểu. Ví dụ như nó nằm, ví dụ như trong cái hình nào đó nó cong hết luôn đó, thì sẽ hơi khó. Em sẽ mượn một cái đường thẳng của hình bên bên cạnh này chẳng hạn, biết chưa, biết rồi đúng không, hình dung ra được cách đúng không. Rồi ở đây á, thì em sẽ offset bỏ đi 0.5 ly, em lấy đường ngoài cùng, chia lắp cho dễ. Nữa anh đã nói rồi. À, rồi cái này á, em sẽ dùng Eraser ở trong cái phần Array này nè, Eraser này nè, Worker này, ok chưa. Eraser chọn một cái đường khơi dẫn, rồi chọn một cái khoảng cách của nó, ở đây mình nhập vào từ 100 cho tới 120, nên nhập 120 đi. Rồi khi này á, cái item của nó sẽ bị lẻ, thì sẽ nhập làm sao chia hết cho 4 là được, nhớ không? Nhớ số nào chia hết cho 4 mà gần với 107 không? 50 à. À. 10 108. Ừ. Tưởng tượng phải dưới chứ. Rồi, được chưa? Rồi ha. Rồi, ở này á, thì em sẽ copy cái đường này lên là quên chưa xong. Còn cái đường mùa ngang nữa. Rồi. Rồi. Ở đây tiếp. Rồi cái khoảng cách ở phía đằng sau này thì mình không cần nhiều, không cần dày như vậy, nhưng khoảng 300 cũng được, được chưa. Cái item em chuyển thành số chẵn là được, 38 chẳng hạn, được chưa, hiểu. Rồi ở đây á, bây giờ em em sẽ copy cái phần mà em vừa mới rải chân này nè, nhớ bắt điểm cho chính xác, hiểu không? Đưa lên đây, được chưa. Rồi ở đây biết dùng lệnh gì nữa nhấp lại anh không? Không, ở đây sẽ dùng kêu vô lệnh đó gì không. Rồi, bỏ mấy cái phần thừa này đi, có thể kéo nó lên được, chọn nằm trên đây cũng được, hoặc là quay ngang dọc, quay dọc nó lại, rồi được chưa. Rồi, vậy đi ha, ok chưa. Rồi khi nãy em sẽ dùng kêu lệnh đó. Chuyện này sang nô đúng delete không, có xóa xóa đi đúng không. Rồi cái này em đã lấy được cái mặt gỗ, thì gỗ mình cần hai mặt đúng không, em sẽ copy ra hoặc là em ghi chú ở đây 10 go đi, 10 go, go 8 ly, hai mặt, được chưa? Được ha. Rồi nữa thì
Em cứ làm tới này đi rồi xong không có, nó có một cái chi tiết nhỏ nhỏ ở đây nữa để gài mấy cái chân mọng này lại nữa để xử lý sau cũng được, ok chưa? Thì cái mộng đúng không anh? À, cái mọng nhỏ nhỏ thì em cứ lấy luôn cái hình này trong này. Nhưng mà cái phần này á thì em array làm sao, ví dụ như từ đây đến đây nó khoảng 5 đi, em array chính xác kích thước luôn, hiểu không? Rồi, 300. Để cho nó giữ cái hình này lại cho nó cứng lại là xong, hiểu không? Rồi mấy phần khác thì tương tự, em có thể làm một hàng hai hàng gì đó. Nói chung là cần chính xác kích thước để khi mình cắt cái mọng chân mọng này á, thôi cũng được, dùng mọng đơn cũng được, ok chưa? Hiểu không? Em muốn rải ở đâu cũng được hết á, bởi vì nó nằm ở trong là hiểu bây giờ Cái mọng không có ấy như bên kia nữa. hả? Bởi vì cái này là khi mà em ghép, ví dụ như anh cho em xem mỗi cái hình này thôi đúng không? Ví dụ như anh cần cái độ dày nó là 8 ly đúng không? Giờ rồi cái bề mặt, rồi mặt dưới nó khoảng 56, từ mặt này xuống 56 thì ví dụ như anh sẽ gài cái mộng ở đây đó, cho cái hình này nó cứng lại nhau, nó không có bị bóp cạnh. Rồi, được chưa? Vậy khi nào mình dùng mộng như bên kia anh? Mộng như bên nào? Bên Golden Bell á. Không hiểu. Mộng anh cắt bỏ bớt cái hình á. Là À mình thì ở đây mình sẽ dùng cái mộng đó. Ở đây lúc nãy là đang vẽ ở đây cái cạnh này là 40.5 đúng không? Thì anh sẽ dùng cái mộng cạnh 60, 80, 60, 60 thôi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ bỏ bớt đi cái chân mộng 8 ly đúng không? Rồi, bỏ bớt đi cái khoảng led 20, 20. Đúng chưa? Rồi bên này 40 thì này mình sẽ làm 38 thôi. Cái chiều dài này làm 8 phân đi, thì cái chân này mình mới đủ được 38 đúng không? Ủa? 40 là cái chân này thành 42 chứ. Thấy gần giống chưa? Giống rồi đúng không? Thì bây giờ anh quay 3D lên cho dễ nhìn đúng không? Ý em như này gì? Được chưa? Rồi. Thì mình cũng 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 có thể mình dùng cái mộng này mình lắp 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 vô trong này cũng được. Là được thôi đúng không? Sao lại? Rồi phần này nặng phần này thôi. Lấy cái phần polysurface ra ngoài. Rồi, để cho em dễ hình dung thôi, ok chưa? Rồi, cách lắp thì như này. Thì tổng tổng cái chiều cao của nó là mình làm sẽ đủ 60 thôi. Thì khi này mình sẽ khi này, khi mà em tính cái chân mộng này em sẽ trừ bớt đi. Ví dụ như ở đây 1 ly thì ở trên kia cũng 1 ly. Ở cái phần mộng này tính sau, cái con nhỏ nhỏ này tính sau, và em tách trước cái bề mặt ra trước cũng vừa nữa. Rồi, được chưa? Tương tự vậy em làm hết mấy cái lớp khác. Rồi em sẽ kẻ cái đường ngang này,
Rồi, copy ra. Rồi, phân phân giùm anh hai hai ô. Là inox với lại 10 ô. Rồi cái phần nào đó, cái phần nháp thì em muốn để đâu thì em để, tùy. Hiểu chưa? Rồi anh gửi cái file này cho em xử lý nha. Rồi Hải với Vy, em cũng lấy file làm luôn đi. Dạ, em lấy luôn chứ. Làm đi cho quen. Làm cho em cũng làm. Rồi, ok. Rồi còn cái khung LED này thì em cứ nói chung là làm tới đâu đi anh chị tới đó, chứ giờ chị nhiều cũng quên hết rồi. Ok ha. Rồi kết thúc. Để anh gửi file cho.